Anh Toàn trong nghề anh nhìn người ta thắng là biết còn có không. Yakura mà bỏ bình hơi á, chạy văng ra ngoài mình chỉnh 3-4 lần được, ông vô ngắm một phát là xong. Trình độ thì chuyên gia ngắm sắc thẳng mà. Thằng Trình nó an toàn chuyên gia lắm, chắc lỗi lúc của tự ái chứ. Con gái thế thì nó cười, nó tìm cho toàn gái nó cười. Chuyên gia uống sắc uống nó rồi mà người ta thắng hả? Mềm đó không tiền hả? Mềm à? Mềm đó, mềm mà tay lắc thải là dễ uống, còn tay thắt là em rút liên tục. Mười quê là quê đô thằng nghề nhà mà giống cả điếu thuốc có bóc bóc bố đã toang à, bóc bố nếu nó không thì kẹp nó bạn phần này không có được liên có sửa lắm.